Trang Nemo cảm thấy tội lỗi, nhịn ăn nhịn uống, khóc lóc hàng đêm khi đối diện án 2 năm tù. Dù phiên tòa đã tạm hoãn xét xử, nhưng với tính cách làm cho ra lẽ từ phía chị Khanh, nạn nhân bị Trang Nemo và đàn em tác động vật lý thì ngày hot girl này đối mặt với án tù không xa. Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Trang Nemo đã bật khóc. Sáng ngày 31 tháng 5, phiên tòa xét xử Trang Nemo, Nguyễn Hương Trang cùng các đồng phạm về tội gây dối trật tự. Tuy nhiên, khi phiên tòa bắt đầu, Trang Nemo lại vắng mặt. Được biết, Hogan sinh năm 1992 đã phải nhập viện vào khuya trước ngày phiên tòa diễn ra. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo do Trang Nemo nhập viện, đây là trở ngại khách quan nên hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng. Theo đó, hội đồng xét xử cũng thông báo phiên xét xử Trang Nemo và đồng phạm sẽ được mở lại phiên tòa vào chiều 16 tháng 6 tới. Việc ngừng xét xử Trang Nemo vì tình hình sức khỏe đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thay vì gửi lời hỏi thăm tình hình sức khỏe, netizen lại thi nhau ném đá cô cho rằng người đẹp bán hàng online này đang diễn bởi trước đó cô còn khỏe mạnh, còn triết lý hay lên đồ tranh xả đi event. Một số cư dân mạng đã lên tiếng về cái cớ của Trang Nemo để hoãn phiên tòa và cho rằng cô đang dén nên đối mặt và giải quyết sự việc do mình gây ra, trốn tránh chi cho đêm dài lắm mộng, hay lại lén qua bác sĩ Thịnh nữa cấy phôi để được án treo, hài. Mấy hôm qua Lai like còn nói đạo lý nanh nhập viện, chắc bị mấy cái đạo lý nó vật té xỉu, nên cho ở tù cho chừa nha, mấy bữa còn đi sự kiện đồ này kia mà, gáy sớm thế. Ngắn nhất là mấy bọn có tí tiền xong nghĩ một tay che trời, tiền thì không biết nhiều đến đâu, động đến pháp luật thì nhìn như con cún, nghe phải tiếng sấm, co do du lẩy bẩy đến thương được biết mới đây Trang Nemo khiến cư dân mạng lắc đầu ngao ngán khi đăng tải đoạn video chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc của bản thân cũng như lý giải về thái độ trước giờ của cô khiến nhiều người ghét. Trang Nemo cho rằng bản thân người đẹp sinh năm 1992 là một người yếu đuối như bao cô gái khác. Chẳng qua cô đang diễn, đang cố gắng mạnh mẽ để an ủi bản thân. Nữ chủ sốt thời trang viết tôi không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu nhưng vì sức nặng trên đôi vai này quá lớn nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. đã tự trách bản thân rất nhiều nhưng không giải quyết được gì. Tôi chọn cách chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực để mọi người bên cạnh mình không phải lo lắng. Cho dù có như thế nào đi nữa cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh và truyền thật nhiều tình thương cho tôi bên cạnh đó bản thân trang nemo cũng thừa nhận rằng trước ngày phiên tòa diễn ra cô rất hồi hộp lo lắng bản thân không may sẽ bị ở tù điều này khiến gia đình người thân lo lắng đặc biệt là việc nếu cô bị bắt điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhân viên của cô bị thất nghiệp dẫn đến cuộc sống khó khăn trang nemo trải lòng các bạn thấy tôi đẩy năng lượng tích cực trên live stream nhưng thực sự nhiều khi live stream xong là khóc có những ngày tôi khóc rồi nhịn ăn nhịn uống quá trời nhưng rồi cũng không giải quyết được gì tôi còn có con cái bà mẹ đồng nghiệp nhân viên nên tôi không thể khóc mãi được tôi có công việc có gia đình và thực sự gánh nặng trên vai quá lớn cũng theo trang nemo sau tất cả những chuyện đã xảy ra cô chỉ mong ở thời điểm đó mình có thể bình tĩnh khéo léo hơn thì đã không có rắc rối như hiện tại cô cũng mong nhận được cái nhìn thiện cảm hơn từ phía mọi người trang nemo nghẹn ngào chia sẻ một năm qua tôi sống trong cảm giác hồi hộp lo sợ tội lỗi tôi cũng rất mong đợi dù kết quả như thế nào tôi cũng giữ thái độ tích cực nhất vui vẻ nhất như tôi từng nói điều gì đã đến chắc chắn sẽ đến người nào gặp chắc chắn sẽ gặp đã là họa thì không thể nào là phước đã là họa thì không thể nào tránh được Ngoài ra, Trang Nemo cũng cho biết sau những gì mà cô làm đó là một bài học sâu sắc và là bài học nhớ đời đối với cô. Cũng nhờ vụ việc này, bản thân cô rút ra được những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Trong suốt thời gian vừa qua, cô bị mọi người chửi rủa rồi dần được bênh vực, yêu thương nên cảm thấy vô cùng biết ơn. Đây chính là động lực để cô sống tích cực hơn mỗi ngày. Vào đầu năm 2022, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, chị My cùng chị Phạm Lê Khanh đến cửa hàng của Trang Nemo để giải thích và xin lỗi người đẹp sinh năm 1992. Tuy nhiên, thay vì cuộc gặp gỡ xin lỗi đã biến thành một cuộc mâu thuẫn. Chưa dừng lại đó, Trang Nemo còn manh động khi giật khẩu trang của chị Khanh. Đàn em của cô bay vào tác động vật lý chị Khanh dẫn đến chị áo trắng bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm giải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ thương tích 3%. Sau khi bị trang Nemo và đàn em ra tay, chị Khanh quyết định làm cho ra lẽ, gửi đơn yêu cầu xử lý nghiêm, từ đó đến nay sự việc gây bão trên mạng xã hội và kéo dài cho đến tận ngày hôm nay.